Louis Coffee ở địa chỉ số 189, lô 7C, Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, là quán đồ uống nước tiếng với cà phê và món kem mochi lạnh. Với biểu tượng của quán là chú kê Oai Phong, linh vật trong 12 con giáp, thì những đồ uống đến từ một nguyên liệu chính từ gà, trứng gà sẽ là đặc trưng của quán. Cà phê trứng, cà cao trứng, đậu xanh trứng, dưa trứng, sầu riêng trứng, trà xanh trứng, quý vị và các bạn không nên bỏ qua. Với 11 vị mát lạnh, mochi dâu, dừa, xoài, đào, việt quất, sô-cô-la, trà xanh, chanh dây, sầu riêng, cà phê và bơ, thì mochi quả là đồ ăn độc nhất vô nhị ở đây. Hãy đến với Louis Coffee để vừa thưởng thức những đồ uống có 102 và cảm nhận hương vị tinh thần mà quán gửi gắm quý vị và các bạn nhé.